Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Khó khăn và thách thức là một phần tất yếu của cuộc sống. Cha ơi, có tất cả bao nhiêu loài cá trên thế giới ạ? Ồ, đó là một câu hỏi khó đó. Nhưng theo cha được biết thì có khoảng 30.000 loài khác nhau, cả nước ngọt, nước mặn và nước lợ. Có rất nhiều điều kỳ thú về các loài cá và cuộc sống của chúng. Con chưa từng được thấy biển, đại dương mênh mông ngoài kia chắc đẹp lắm hả cha? Nhìn ngắm trên TV thôi con đã thấy mê ly rồi. Cha biết đến biển lần đầu tiên cũng rất muộn. Năm ấy cha hơn 10 tuổi, cha được đi cùng trong chuyến công tác của ông nội. Đó là một kỷ niệm khó phai. Cha rất mong một ngày nào đó cả nhà ta sẽ được đi du lịch biển bên nhau. Con sẽ tha hồ ngắm đại dương và những con sóng, con yêu ạ. Leo bất giác nghĩ tới việc cha là người cha tật nguyền đã cố lạc quan vui vẻ, làm việc cật lực để nuôi cậu ăn học từng ngày. Chẳng bao giờ từ chối cậu điều gì, kể chuyện và chia sẻ hàng đêm, hàng ngày với cậu. Bất giác, nước mắt cậu trào ra. Thưa cha, con xin lỗi. Con chẳng cần gì cả, chỉ cần cha khỏe mạnh thôi. Hãy cố khỏe, đợi con khôn lớn và trưởng thành. Con sẽ đưa cha đi khắp thế gian này. Con là cậu bé ngoan và chí hiếu. Đừng suy nghĩ gì hết. Hãy cứ ăn học và hồn nhiên như tuổi của con. Còn khó khăn ư? Đó là phần tất yếu của cuộc sống con ạ. Cha sẽ kể con nghe chuyện này về đại dương, về sự sinh tồn và vẻ đẹp của nó. Cha không nhớ rõ lắm, nhưng ngư dân Nhật Bản là những người đánh bắt xa bờ rất thiện nghệ. Họ ra khơi xa và đánh bắt một loài cá quý hiếm. Tuy nhiên loài này chỉ có giá trị khi chúng còn sống. Mặc dầu người dân đã thả chúng vào trong bồn nước biển, thả cho chúng thức ăn, nhưng cứ về đến bờ là chúng chết gần hết. Không ai hiểu tại sao. Cho tới một hôm, có người thủy thủ già khẽ góp ý với thuyền trưởng rằng loài cá quý hiếm đó vốn sống ở đại dương mênh mông, giàu oxy và thức ăn. Giờ phải sống trong cái lồng, dù rằng vẫn là nước biển, nhưng nguồn sống bị bó hẹp thì sẽ mất nhận thức, lờ đờ và chết dần. Hãy thả vào đó vài ba con cá săn mồi. Thuyền trưởng nghe lời, trước mỗi chuyến hải hành đều mang theo vài con cá lớn, là kẻ thù của những con cá quý hiếm muốn săn bắt. Kỳ lạ thay, khi về đến đất liền, ngoài vài con cá bị kẻ săn mồi bắt thì tất cả hầu như còn sống và khỏe mạnh. Vì thế, ngư dân bán được giá cao hơn. Người thủy thủ già được tri ân và mãn nguyện. Cha ơi, đây là câu chuyện kỳ lạ nhất mà con từng nghe. Con yêu ơi, đôi khi nếu không có những khó khăn, khổ ải và thử thách thì chúng ta chẳng biết mình là ai, sống để làm gì và không vượt qua nổi những khó khăn ngay đầu tiên vấp phải. Sự sống nếu vậy cũng chẳng còn tồn tại hay màu nhiệm.